Kệ mẹ nó. Ngay người là vui. Ui sao nó. Anh đang sờ thử đi cho phải sâu nó. Qua sờ chán cái loại sâu rồi. Cẳng thế. Rõ ra tàn ra kép mà không xuống được. Nhảy. Trẻ ấy, trẻ rồi đấy. Lại tụt xuống. Lên. Trẻ. Úi giời. Đàn nó lại bay đi rồi. Lại về đấy. Ôi sao ruột này. Đấy. Con này nó cứ hay là cứ cắm xuống đấy xong lại lên luôn chứ nó không ngồi. Đây, bây giờ hôm nào gặp con nào như thế này nhỉ? Chưa. Chả con nào ngồi lâu như thế này nhỉ? Hôm trước ngồi đến 2 tiếng. Chiều hôm trước đấy mùi mưa ấy. Ấy, lại xuống rồi. Ấy. Chào, tí sút. 2 tiếng rưỡi. Đi từ lúc 2 giờ 4 rưỡi mới về. Ấy, ui dồi, ui dồi, thế này mà không sút kìa. Ôi trời. Con này chúng ta phải cầm cái BCB bắn nó phát. Nó còn có thú lôi rồi. Chân bây giờ kiểu mấy thằng liệt. Giờ sang là cái bẩn. Cơ nhất cái bẩn đó. Bắt đầu đàn nó kéo về đông rồi đấy. Nó còn nữa về. Không, bật hết quần rồi.